mến có thể thấy thiếu hụt hay là rối loạn nội tiết tố nữ ngày càng trở nên phổ biến và ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, sắc đẹp, sinh lý của chị em phụ nữ. Đáng chú ý là sự suy giảm này ngày càng đến sớm hơn, mới ngoài 30 tuổi mà nhiều chị em đã gặp phải tình trạng này rồi. Vậy phải làm sao để chúng ta có thể cân bằng nội tiết tố nữ một cách hiệu quả và an toàn để giúp các chị em có được sức khỏe và hạnh phúc viên mãn? Để trả lời cho câu hỏi này ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay Tiến sĩ Đại tá Thầy thuốc ưu tú Vũ Thị Khánh Vân, Nguyên trưởng khoa A9 Viện Y học của truyền quân đội. Xin chào chuyên gia và rất cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tới với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Bác sĩ Khánh Vân xin kính chào quý vị và chào MC. Dạ vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên cho phép Thảo mi được hỏi chuyên gia, nếu như chúng ta không kịp thời bổ sung cũng như là điều hòa nội tiết tố nữ thì sẽ dẫn đến những hậu quả như thế nào ạ? nó làm cho cái tế gà bào gọi là uh, melanosit nó tăng cái quá trình hoạt động vì vậy cho nên nó tăng sản sinh melanin và nó làm cho là uh ấn động ở các cái nơi ví dụ như là hai cái làn má của chúng ta dẫn đến tình trạng là sạm này nám rồi tàn nhang giảm cái sản sinh ra cái gọi là cái collagen và vì vậy cho nên là làn da của chúng ta sẽ bị nhăn nheo này kém sẵn tóc của mình là Sơ rồi thì uh, rụng rồi thì bạc dần đi cái thứ hai là nói đến cái ảnh hưởng đến cái sức khỏe nền tảng của mình nó rối loạn cái trung tâm điều nhiệt ở não này rồi mình cái cảm thấy nó nó lạnh rồi thì bốc hỏa lên à, bên cạnh đó thì cái tình trạng đó này cứ xuất hiện vào ban đêm nhiều á vì vậy cho nên là mình lại mất ngủ rồi đi tiểu đêm đó còn thứ ba tức là nó ảnh hưởng đến sức khỏe về sinh lý tình cảm của vợ chồng dạ vâng với những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia thì thảo my cũng đã nhận được rất nhiều tín hiệu kết nối tới từ quý vị khán giả và cho phép thảo my được kết nối tới vị khán giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay xin chào chuyên gia và chào mc cháu là hằng năm nay 32 tuổi hai ba tháng nay thì cháu thường bị đau đầu mất ngủ cơ thể mệt mỏi và hay cáu gắt stress bắt đầu thì cháu cũng nghĩ do áp lực công việc nên mới vậy Nhưng mà dạo gần đây thì cháu lại thấy da dẻ xấu hơn này Ngại gần cũi tiếp xúc với chồng Chuyên gia cho cháu hỏi là không biết là cháu có bị rối loạn nội tiết tố không ạ? Những các cái biểu hiện mà thính giả vừa mới kể với tôi ấy Cùng với cái độ tuổi hiện nay á là 32 tuổi thì tất cả những các cái triệu chứng đó đang biểu hiện của một cái sự suy giảm nội tiết tố là hoàn toàn đúng. Hiện nay cháu thấy trên thị trường bán rất nhiều sản phẩm bổ sung nội tiết tố nữ, vậy thì cháu nên lựa chọn sản phẩm nào ạ? Vâng, có thể nói rằng là trên thị trường hiện nay có rất là nhiều những các cái sản phẩm mà được quảng bá về cái chuyện bổ sung và điều hòa nội tiết tố. À, tuy nhiên bạn nên lựa chọn những các cái sản phẩm mà cấu tạo bởi các cái thảo dược cũng như là các cái hoạt chất sinh học để đảm bảo an toàn và những cái đi đó thành phần đó đã được nghiên cứu và đánh giá tác dụng đích thực của các cái phương pháp nghiên cứu y học hiện đại phải được cơ quan chủ quản của Bộ Y tế cho phép lưu hành trên thị trường. Một trong những các cái sản phẩm điển hình mà tôi kể đây chính là sản phẩm Bảo Ngọc Đan Plus cộng. Sản phẩm đó đã đạt được những các cái ưu điểm mà tôi vừa mới trình bày Đồng thời đã được bán rất là rộng rãi trên các cái nhà thuốc toàn quốc Vì vậy cho nên bạn hoàn toàn có thể tham khảo và cân nhắc Vâng và theo như ghi nhận của ban tổ chức chương trình Thì hiện tại chúng tôi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả Dành cho sản phẩm viên uống Bảo Ngọc Đan Plus Cộng Và tôi xin được lựa chọn câu hỏi của chị Hải muốn gửi tới chuyên gia như sau ạ Chào chuyên gia, tôi là Hải. Năm nay tôi 40 mươi tuổi. À, kể từ một năm nay thì tôi luôn bị tình trạng khô hạn, đau rát khi quan hệ, à, không có nhu cầu ham muốn về tình dục. Hơn nữa kinh nguyệt của tôi bị rối loạn, thường xuyên bị rong kinh và làn da cũng lão hóa nhanh, chảy xệ thấy rõ, nám sạm. Còn tóc thì gãy rụng. Và tôi đã đi khám và bổ sung rất nhiều sản phẩm cân bằng nội tiết tố nhưng vẫn không cải thiện được nhiều. À, vừa rồi tôi thấy chuyên gia có giới thiệu sản phẩm Bảo Ngọc Đan Plus cộng. Không biết là sản phẩm này có thể giúp tôi cải thiện được vấn đề này hay không? Xin mời chuyên gia giải đáp. Ạ. Cái sản phẩm Bảo Ngọc Đan Plus, cộng ấy thì nó có rất là nhiều những các cái ưu điểm Thành phần của nó thì có thể nói rằng là nó có những cái nhóm thành phần Ví dụ như là bổ sung và điều hòa nội tiết tố để mà cải thiện tăng cường cái chức năng sinh lý Cũng như là những các cái triệu chứng khó chịu của tiền mãn kinh cũng như là mãn kinh à, Thành phần đầu tiên phải kể đến đấy là xâm tố nữ đây là một cái gọi là người ta cho rằng là một cái thần dược đối với chị em phụ nữ à, chúng ta để mà làm đẹp à, cho mình. À, tại vì là bản thân nó có cái có cái hoạt chất các cái hoạt chất gọi là phytoestrogen hay là còn gọi là cái estrogen thực vật đó. À, mà điển hình phải kể đến đến một cái chất đó là deoxymiroestrone có có thể nói rằng là nó có một cái vai trò rất là quan trọng và có cái tác dụng rất là mạnh đối với việc là bổ sung và điều hòa nội tiết tố. Cái thành phần thứ hai ấy mà phải nói đến là tinh chất mầm đậu nành thì nó có cái thành phần gọi là isoflavon cũng là uh, như là một cái uh, estrogen uh, thực vật và với cái sự cộng tác giữa hai cái thành phần đấy là xâm tố nữ cũng như là tinh chất mầm đậu nành thì nó sẽ góp phần gì bổ sung và và điều hòa được cái nội tiết tố của mình cho nên nó cải thiện được các cái triệu chứng ví dụ như là bốc hỏa này đúng không ạ rồi thì mất ngủ này tính nết thì thay đổi này rồi thì rất là cải thiện được cái tình trạng hạn chế được cái viêm nhiễm phụ khoa của mình cũng như góp phần cái làn da của chúng ta căng rồi thì săn chắc rồi thì hồng hào cũng như là cải thiện được cái sai á cái sai phòng một ý, thì có thể nói rằng là, là làm cho chị em của chúng ta là, là rất là phấn khởi đúng không ạ à, bên cạnh đó thì nó cũng sẽ hoặc cải thiện được cái tình trạng ví dụ như là uh, có u gắt rồi thì mất ngủ và cái mái tóc của chúng ta nó cũng đẹp hơn ừ. cái thành phần thứ hai á là phải nói đến là việc bổ sung cái cái nội tiết tố để góp phần là cái làn da của chúng ta nó nó đẹp à, ví dụ như là collagen chẳng hạn À, thành phần collagen chẳng hạn thì à, có thể nói là khi chúng ta bổ sung được kịp thời cái phải kể đến đấy là gì đấy là glutathione chín mươi thì à, có thể nói đây là một cái chất gọi là tăng rất là mạnh Ừ. tức là chống quá trình lão hóa rất là mạnh à, vì vậy cho nên nó sẽ bảo vệ được các cái tế bào và nó góp phần ức chế cái men gọi là tyrosinase để mà hạn chế cái tình trạng chuyển từ tyrosin sang cái melanin vì vậy cho nên là làn da của chúng ta nó sẽ trắng hơn nó sẽ hạn chế tình trạng sạm nám cũng như là cải thiện được cái 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 tông của tông da đó À, thành phần kể tiếp đến là nha nha đam hay là còn gọi là cây lô hội bên cạnh đó thì phải kể đến đấy là vitamin e cũng là một trong những các cái chất gọi là antioxidant rất là mạnh và như vậy thì nó có sẽ góp phần cái cải thiện cái làn da của chúng ta tốt hơn à, như thế tức là có collagen này à, glutathione này rồi thì nha đam này rồi vitamin e đã phối hợp vào đã giúp cho cái làn da của chúng ta đẹp hơn Ừ. còn một cái thành phần thứ tư có thể nói rằng là tôi cho là cực kỳ quan trọng đó là các cái thành phần về thảo dược quý uh, như là một cái bài thuốc tứ vật như là một cái bài thuốc gọi là đầu tay để cho chị em phụ nữ của chúng ta đối với các bác sĩ chuyên khoa đông y ví dụ như đương quy rồi thì bạch thược xuyên khung và thục địa thì nó có cái vai trò là bổ can thận đấy bổ can thận bổ khí huyết và hoạt huyết bên cạnh đó thì còn có thêm như hương phụ rồi thì ít mẫu để mà hành khí như thế có thể nói rằng là nó sẽ góp phần bổ sung được cái nội tiết tố nội sinh cơ bởi lẽ nó kích thích được cái tặng thận tặng can thì mình sẽ bổ sung được cái nội tiết tố nội sinh nó đảm bảo sự bền vững và an toàn khác với cái sâm tố nữ và cái mầm đậu nành là nó các cái thành phần đó nó là một cái bổ sung từ ở bên ngoài là lai vào cái thành phần của nó có cơ chế hoạt động giống như ớt tô gen nội sinh và vì vậy cho nên nó vào nó sẽ kết hợp với các cái tế bào và nó hoạt động như thế thôi còn nếu như mà chúng ta không bổ sung cái đó lâu dài thì nó sẽ cơ thể của chúng ta không tự tôi cứ dùng cái từ gọi là cách mạng là chính quốc khi chúng ta bổ được can thận thì nó sẽ hỗ trợ được cái nội tiết tố nội sinh và như thế thì cái hiệu quả của sản phẩm nó sẽ đảm bảo bền vững và kéo dài hơn nếu như chúng ta không sử dụng nữa có thể nói như thế này tất cả những các cái thành phần mà tôi vừa mới kể trên ý, thì theo nhà sản xuất cho tôi biết ý, được sản xuất bởi công nghệ hiện đại đạt chuẩn gmp và who vì vậy cho nên là được cơ quan của bộ y tế cho phép lưu hành thì chúng ta cứ yên tâm để mà tham khảo và lựa chọn và để hiểu rõ hơn về sản phẩm viên uống bảo ngọc đam plus cộng thì ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi chia sẻ đến từ chị Minh Hồng chủ tịch hội đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hồng Minh Phạc Ma với phương châm bảo vệ sức khỏe sắc đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống của chị em phụ nữ Á Đông khẳng định được uy tín thương hiệu vàng tinh hoa thảo dược Việt công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm hồng minh phạc ma của chúng tôi đã cho ra đời những dòng sản phẩm ưu việt về chất lượng trong đó có bà, viên uống bảo ngọc đan và đất cộng là dòng sản phẩm được ví như là viên uống hạnh phúc bởi sản phẩm giúp bổ sung nội tiết tố nữ estrogen nội sinh giúp mang lại được những làn da tươi trẻ trắng sáng mịn màng cùng cơ thể săn chắc và mang lại một đời sống chăn gối viên mãn nhất cho phái đẹp bởi vậy sản phẩm được mọi chị em phụ nữ đánh giá cao và đều tin dùng Viên uống bảo đan và lứt cộng được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến hiện đại, nhà máy sản xuất của chúng tôi đạt chuẩn GMP. Điều tuyệt vời mà sản phẩm mang lại đó là hơn 3.000 thành viên phân phối các cửa hàng nhà thuốc trên toàn quốc đều phân phối sản phẩm bảo ngô đan và lứt cộng. Để mua sản phẩm, quý vị có thể gọi điện qua số hotline đang được hiển thị bên trên màn hình hoặc truy cập vào website thảo dược nấm linh chi .vn quý vị nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Một lần nữa rất cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ vô cùng hữu ích trong chương trình ngày hôm nay đồng thời gửi lời cảm ơn tới công ty trách nhiệm yếu hạn dược phẩm hồng minh phạc ma đã đồng hành cùng chúng tôi trong số phát sóng lần này cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại